Kính chào cộng đoàn, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong tin mừng ngày thứ ba sau Chủ Nhật thứ 30 thường niên. À. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên, và trở thành cây Chim trời làm tổ trên cành được Người lại nói Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men Bà kia lấy vùi vào ba thúng bột Cho đến khi tất cả bột dậy men Kính thưa Cộng đoàn Trên hành trình loan báo tin mừng ơn cứu độ Chúa Giêsu dùng nhiều dụ ngôn và hình ảnh đói về nước thiên chúa. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu ví nước thiên chúa như là hạt cải được gieo vào trong vườn. Nó lớn lên và chim trời đến làm tổ trên cành. Hình ảnh này cho thấy sức sống nội tại của nước thiên chúa được gieo vào trong trần gian này. Con người có thể đến trú ngụ, đến nương nhờ bóng mát là những ân phúc mà thiên chúa muốn ban tặng cho con người nên qua hội thánh của Chúa. Ơn cứu độ của Thiên Chúa có đó. Con người chỉ cần đến kín múc ơn phúc mà Thiên Chúa luôn sẵn lòng ban tặng cách nhưng không. Kính thưa cộng đoàn, sức sống của nước Thiên Chúa còn được thể hiện qua dụng ngôn nắm men. Thúng bột vẫn nguyên là thúng bột nếu không có men được vùi trong đó. Nếu thế gian này không có men tin mừng ơn cứu độ của Chúa Giêsu trao ban cho con người thì nhân loại sẽ ra sao? Không có men tin mừng thì nhân loại này cứ mãi cằn cỗi, không thể dậy men được. Nghĩa là không có sự sống của Thiên Chúa, không có ơn cứu độ. Có thể nói, Chúa Giêsu đã đến thế gian này, Ngài làm cho cả nhân loại được dậy men men yêu thương men sự sống đến lượt chúng ta chúng ta cũng được mời gọi trở nên men nên muối làm cho nơi chúng ta đang sống và làm việc cũng được dạy men tin mừng biến đổi người xung quanh làm cho mọi người không còn ở trong tình trạng sơ cứng ù lì và khô cằn vì thiếu chất men của tin mừng khi chúng ta chung tay đem men tin mừng ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người thì chính tin mừng của Chúa sẽ làm cho con người được biến đổi, được dạy men. Lúc đó, nước Thiên Chúa hiện diện giữa thế gian này và đó là lúc con người đụng chạm được nước Thiên Chúa ngay khi còn trong hành trình trên dương thế. Khi chúng ta sống mầu nhiệm nước Thiên Chúa ngay tại thế đó là lúc chúng ta đã chuẩn bị cho cuộc sống ngay sau là được ở trong nước trời, nơi mà cuộc đời chúng ta đang tìm kiếm và ước mong đạt được cách viên mãn. Đó chính là cùng đích của chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta đều được ở trong vinh quang nước trời. AMEN